ổn định công tác rồi các bác nhé. Bao nhiêu lần là chọn chậu, có mỗi cái này là hợp và vừa nhất. Quyết định điền vị. Cánh tay kỳ lân. Sang mặt sau ấy, mặt nào cũng đều chơi được hết nhá. Đó. Chào cả nhà, tìm được cái chậu cho ưng ý cho em nó rồi. Tìm được cái chậu ưng ý cho cây rồi. Đấy, bên bên bẩn bẩn này được ngồi cái chậu đẹp lắm. Cái chậu này thực ra là cũng ok đấy, nhưng mà cái cây nó đã đang bị xỉn màu mà. Mà lại vào cái chậu này thì thực ra tôi thích cái dáng chậu này, nhưng mà cơ bản ấy, nó mỏng quá. Đấy, thì cây nó bị vật cho cái chậu này là không lên được. Nông lòng chứ còn cái dáng chậu này tôi thích. Với lại nó bằng xi măng thì đâm ra là nó không sang được. Thì tôi đặt cái chậu này thì cũng càng tiền ấy. Và củ rễ cái chậu này vừa mới ship đến, nhưng mà nó nghe nó lọc cọc ở trong, tôi sợ nó vỡ thì phải quay cái video lại. Nếu bác đấy có bảo hành thì còn biết, chứ lại bảo đổ cho mình là làm vỡ thì dở. Rồi cắt ra, vừa nhận từ tay từ ship đây, chứ mình cũng nó có cái miếng gì ở trong nó lọc cọc đó, mà mình cứ nghĩ là nó sợ, nó chỉ sợ là nó vỡ. Vận chuyển mà nhiều khi nó khó tránh đồ hàng dễ vỡ này thì chả biết thế nào được. Hay là bác ấy khuyến mại cho mình cái gì ở trong này ấy, nó kêu lọc cọc trong này, lót hay cái gì đấy. Cái chậu dáng Nhật đẹp lắm, tôi rất thích cái những cái chậu nó đơn giản, dáng Nhật rất là đơn giản, nhưng mà mình thích. Ôi, nó cũng đắt đi cơ, chậu tàu nhưng mà dáng Nhật, đang xuất đi Nhật đi. Men của nó thì khá là sáng. Ôi giời, vỡ thật rồi anh em, vỡ thật rồi, vỡ rồi này. Đây này, các bác cùng nhìn lại, nó xót xa không. Vừa nãy các bác nhìn còn thoáng hơn, đỡ tiếc rồi. Cái dáng chậu nó như thế này mình mê say đắm quá. Không biết là đắt vẫn sơi, mà nó có mỗi cái thôi chứ có nhiều đâu. Đấy, rất mỏng nhẹ thanh thoát. Cái dáng chậu nghề quá này. Đấy, phào chỉ mép viền này, phào chỉ rất rõ ràng mạch lạc. Đáng tiếc thật. Đấy thì vừa nãy lại phải ship luôn một cái chậu khác về đây cơ. Cái này thì mình không thích bằng, nhưng mà nó cũng vừa vặn. Và mình cũng thấy nó mỏng, cái diện tích sử dụng nó rất là tốt. Đây, nó không quá nặng, nó có nhiều những cái nó rất là cục mịch các bác. Nhiều cái nó rất là cục mịch, nó dày cộp mình sợ lắm. Mình thích nó chất nó tốt, nhưng mà nó phải thanh thoát. Nó thanh thoát các bạn. Đấy thì như cái này thì là có vẻ là ok được. Cái lòng của nó khá sâu, nó hợp với cây này. Đấy, thì bây giờ lại nhấc ra các bác nhá. Nhấc ra thử thôi. Mới trồng hôm qua, trồng tạm thôi chứ không phải là thế đâu. Đấy. Đấy. Đang bị đau tay các bác. Làm cái gì cũng khó khăn. Đó. Thoải mái rộng rãi luôn. Con này cái bệ là rất là dày các bác, cho nên là tôi phải tìm cái chậu nó đứng thành một tí, ít nhất nó phải được 9 cái này được 9, tức là cao lọt lòng cao được 9, rộng 46 36 thì phải. Ok, rồi để trồng cho nó cái các bác nhá, xong rồi tôi quay lại cái kết quả.
tiếc chưa, tiếc chưa. Tiền là một chuyện, cái chậu nhiều khi không kiếm được. Cái chậu này vào nó đẹp vạn cái chậu kia, tắt gấp mấy lần. Đây em nó đây, bây giờ chính thức là phương án. Gian nan quá, chính thức vào chậu này cũng rất là đẹp đẽ, vừa vặn các bạn, hợp, rất hợp đấy. Tôi nghĩ là hợp, không thể nào có cái chậu nào nó hợp hơn rồi ngoài cái chậu kia. Đấy, rất là thanh thoát nhá, tôi thích nó mỏng thôi. Đấy, thanh thoát, chân một chuyện, hoa văn nó nhẹ nhàng thôi. Đấy, quan trọng là cái cây ấy, tôi thì tôi thích cái chậu nào nó hợp với cây ấy, chứ không quan trọng là chậu nào cho lắm. Hơi bẩn xíu, mặt này hoa văn nó nhã nhặn hơn. Rồi, ổn định công tác, không phải lo lắng gì nữa. Chắc là chọn mặt này mặt chơi các bạn. Sau này có thể thì tùy, có thể mặt kia nó ra mình lại có cái ý tưởng hay hơn thì mình lại chọn sau. Nhưng hiện tại thì tôi đang chọn mặt này là mặt chơi, thì tôi sẽ trồng với cái mặt có cái dấu, có cái chuyện này luôn này, để làm mặt chơi luôn này. Hôm nay mới chính thức là chồng các bác nhỉ. Hai mặt đều đẹp đó. Mặt này kiểu nó chạy lên cũng rất là hay. Mặt này nhìn nó kiểu nó nạc, mặt kia thì nhìn nó ngu hơn. Mặt nào cũng đều có cái nét riêng của nó. Đây này, hôm vừa rồi mà không xử lý được cái rễ này thì cái chậu nó mới ra đến đây, thì nó lệch cái cây, cái bệ nó không được gọn. Vàng lắm, con này vàng lắm, nó già. Nhìn những cái mảng lu này, chân của nó rất ok nha, mảng lu này. Đấy, đấy là bên cánh trái nhá, đây là cánh phải nhá. Nó mà khô thì nước nó còn vàng hơn các bạn. Tôi xịt nước vào nó lại bị đâm là tối thêm. Vừa nãy xịt nước không có cái sơ dừa này, nó bụi lắm, may hết. Chứ phải chả phải làm màu mít đâu. Cái này xin nước vào thì màu lại kém hơn. Cánh tay kỳ lân này. Đó. Cùng nhìn lại một lượt các bác nhé. Ngon chưa? Ổn định công tác. Này trời này. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.